Xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì anh em đang trên tuyến đường từ khu vực Hòn Quéo. Anh em có ra viếng một cái cảnh chùa. Thì khi mà anh em trở về thì vô tình phát hiện ở đây có một cái ngôi miếu ven đường. Mà điều đặc biệt nha quý cô chú anh chị, ở trong ngôi miếu này có một ông tà màu đỏ. Và câu chuyện như thế nào, Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình theo dõi video. Sau khi mình hấp hương xong thì mình sẽ quay lại cái hình ảnh này cho các bạn xem. Các bạn thấy hình ảnh của một con tà rất chi là lạ luôn đúng không các bạn? Mắt này, có mũi này, có miệng này. Mà cái này mình không biết là đục đẽo hay là cái hòn đá này nó tự nhiên như thế này các bạn ha. Mình rất chi lạ luôn. Sao ngộ ta hồi đó giờ em thấy nhiều ông tà mà sao ông tà này ông tà đỏ ha? Đúng rồi, cái gương mặt ấy, cái gương mặt nhìn cũng rất chi là sắc sảo luôn, rất là có hồn luôn á. Yeah. Mình thấy mọi người xây cái miếu lên khang trang như thế này và sạch sẽ, rất dọn như thế này là biết cái sự linh thiêng rồi đúng không? Dạ. Yeah. Mà đặc biệt là mình thấy chỉ thấy cái hút trên, cái phần trên của ông tà thôi. Đúng rồi, không có thấy được cái phần dưới. Ý là em bây giờ em còn hơi thắc mắc cái này nè. Đó là ông tà này ở dưới kia là nó còn nữa không hay là chỉ cái phần đầu này không? Đó cũng là cái câu hỏi mà rất là nhiều quý cô chú anh chị khi mà xem đến đây cũng đang thắc mắc là không biết là cái phần đá này ở dưới còn nữa không, còn cái thân hình hay không, hay là chỉ nhô lên có cái phần đầu như thế này thôi. Với lại anh em mình chưa biết là không biết là hồi đó giờ ông ở đây hay là người ta mang từ nơi khác tới. Chứ mình chỉ là lạ mà anh thấy không, mũi rồi miệng rồi ui rất là tinh xảo luôn á, tay thế này. Dạ. Nhưng mà điều đặc biệt là ông tà này là ông tà đỏ nha. Đỏ, đỏ. Ừ. Lạ cái là chỗ đỏ rồi có trên mình mặn này. Mình đã thấy nhiều ông tà chỗ khác là ông tà trắng rồi ông tà đen đúng không, ở đây là ông tà đỏ. Ông tà đen thì nhiều, ở đây là ông tà đỏ. Còn ông tà trắng mà anh nói là gọi là ông lục tà, ông lục tà theo cái phong tục của người Khmer thì ta gọi là ông lục tà. Còn ông tà đỏ này rất chi là lạ luôn, hay là tại vùng biển người ta gọi là ông tà đỏ thôi, nó là màu đỏ thôi. Tí nữa anh em mình tìm bà con người dân lên hỏi thử lại. Cái này là sơn hay là sơn á nha, sơn có màu đỏ như thế này. Sơn này có dấu như sơn. Nhưng cái phần mặt ấy, cái phần đầu ấy không biết là tự nhiên hay là người ta đắp tượng lên có như thế này, thấy lạ. Giống như là nó có bàn tay con người ta tạo hình ra giống gì. Không biết là nó tự nhiên như vậy. Chừng nên đóng là sao chung? Em mình đoán là cái này tạo hình ra hay là tự nhiên đó? Em nghĩ là tạo hình nhưng mà không biết từ khi nào. Tại vì thiên nhiên thì có khi là tạo hình nhưng mà tạo hình đã hàng trăm năm trước rồi. Anh nghĩ là lúc ban đầu là sẽ có một cái hình dáng giống y chang như thế này. Yeah. Và người ta xem cái hình dáng đó người ta nâng cấp lên làm cái bản full giống y chang như vậy. Hoặc cũng có thể là như vậy luôn. Ừ. Sợ nhiều khi tự nhiên luôn, thiên nhiên tạo hóa là tầm 80 đến 90 tuổi thì cũng vẫn chưa biết cái ông tà này xuất hiện ở đây từ khi nào nữa. Đúng rồi, thấy nha, khói lúc nào cũng nghi ngút luôn đấy. Dạ. Còn ở trên người ta vốn cái tấm vải đỏ đó nữa mình. Ôi, lạ không? Em thấy hình như thuốc kéo rất nhanh nha, ông kéo thuốc rất nhanh luôn á. Hồi nãy anh em tới đây rồi cũng đánh lễ cô chú anh chị để xin phép ông để ghi hình chia sẻ cho bà con mình. Nó là nắng nhăn đốt cái thuốc mà giờ ông kéo là dạ. Nó không kéo tàn luôn chứ gì. Kỳ lạ luôn. Anh nghĩ chỗ này chắc cái chỗ miếu ông tà này chắc cũng có trên trăm năm mà đúng các bạn. Ừ, ở đây mình không thấy người ta để ngày tháng mà. Chắc cũng phải có từ lâu rồi mới được như vậy. Nhưng mà mấy anh nghĩ đây là cái hòn đá hay là xây lên ta? Có lỗ mũi không gì? Dạ, có lỗ mũi rồi, tinh tế lắm. Cái này là chắc là tạo bàn tay con người là có rồi đó. Chắc chắn là có bàn tay con người đó. Nhưng mà tại sao người ta không để một cái khối đá cao lên như những chỗ khác mà ta để ông ta tạo hình sao mà nó có một khúc gì? Đặc biệt là khi mình lái xe ở ngoài đường ấy nha, mình chạy xe ngang qua, cái mình nhìn vô cái mình thấy ông ta liền. Dạ. Ông ta đang nhìn mình luôn. Thấy cái chỗ lại vậy. Chú cao. Dạ. Ủa, chú cao quá. Dạ. Chú cao mấy tám không chú? À, 75. Chú ơi, thì hôm nay hữu duyên về Kiên Giang á thì đi trên đường có nhìn thấy ngôi miếu ông tà đó chú. Được bà con cô bác thực hiện là dọn dẹp rất là sạch sẽ luôn rồi. Có cái màu cũng rất là lạ đó chú, tại con đi cũng nhiều rồi. Không biết là chỉ có ông tà đen hoặc là ông tà trắng thôi. Thì người ta chỉ thờ tự ở ngoài đông này nhiều. Mình thấy thờ tự sát đường luôn mà có màu đỏ nữa.
Thì Hữu Duyên ở đây thì chú có thể chia sẻ cho con với chú chị biết là miếu này mình có phải gọi là miếu ông Tà Đỏ không chú? Miếu ông Tà hồi xưa tôi lớn lên rồi tôi bằng nít mười mấy tuổi tôi lớn lên hồi đó nó có cái gò mối cao. Rồi ở hồi thời xưa cũng như ở đây trong đồng nè, rồi mới vô giải phóng vô trong này như mày đồng nữa gần nhau qua. Dạ. Rồi tới sau mới mở đường lợi nó sát đường lộ không ai dám phá. À. Như đường lộ này mấy ông nhà nước làm né nè. Dạ. Né đường đó né đó không thôi ngay rồi nè, đâu có dám. Dạ. Ừ. Nghĩa là cũng có mấy trăm năm rồi. Lâu rồi mà mấy trăm năm tôi không nhớ, thì tôi lớn lên giờ sáu mấy tuổi rồi biết có rồi. Có rồi. Có rồi. Dạ. Hồi xưa là chú ngồi đi đi cho chú đó nói chuyện cho thoải mái xíu. Dạ. Ồ chú sao chú không dám ngồi xuống vậy? Nghĩa là hồi xưa là sự hình thành là chỉ có cái gò mối thôi. Có gò mối. Gò mối rồi bà con cô bác anh chị vun đắp từ từ. À, đắp từ từ như là già xưa mấy già lớn tôi nó rồi giải phóng vô cho người gần gũ không à. Rồi tầng này cũng gần. Rồi thấy gò mối thì ổng cũng như có coi hình tượng sẵn giống ông Tà rồi. Dạ dạ. À, mới ngày xưa ổng linh á. Dạ. Đau bệnh thì người ta lại giái ổng, mới người ta giái cho hết bệnh như xóm ghiền mình không có bệnh bạn nữa, mới người ta tạo lập ổng ta xây ổng bằng cái này không phải xi măng gì là đất. Đất đó hả chú? À. Ủa cái hình tượng hiện tại là đất cái hả? Bò mối đó mới cái này là người ta sau này xóm ghiền cũng như người ta tới ổng cắm dỗ từ năm á. À, bữa tới rồi bữa 19 Tết rồi đến ta lại cúng đám dỗ ông lớn đêm ngày ở đây nè, làm đám dỗ luôn à, con mới nghe luôn đi. Đám dỗ như xe tải xóm ghiền có nhiêu lại cúng nhiêu, heo quay rồi gà vịt rồi vậy, giống như là một cái bản sắc truyền thống luôn á. Dạ có lâu rồi, có lâu rồi. Hồi đời tôi thấy có nghe ông già bây giờ kể lại hồi xưa tới giờ là mà hồi xưa đó không có xây bằng vậy. Đất như nhà nhỏ rồi đó, thời mình cũng còn chưa tiến bộ như giờ, nghèo. Là hồi xưa là bằng đất. Đất nhưng mà vẫn là đám giỗ vẫn làm lễ giống vậy luôn. Năm nào cũng đám giỗ hết. Năm nào cũng đám giỗ hết. Chắc đám giỗ chắc sớm này khu đông dữ hay không phải cá nhân, đất tôi làm em tôi coi như mà hết làm xóm này nè, hết sớm lại luôn. Con người ta lại cũng có nhiều cho nhiêu làm vậy đó. Nhiều tiền lắm. Tại ngày xưa có cái sự linh thiêng hay chứ. Linh thiêng như người ta bệnh bệnh nhẹ tay gái mà ông ăn gì lớn lao, gà vịt con, gà con vịt này ra nãy chuối rồi ông hết rồi. Theo con được biết đó là ta rất là thích được xuống chuối chuối ngủ. Nhưng mà tại sao lại là màu đỏ mà không phải là một cái màu nào đó khác chứ? Hồi trước là cũng màu đen đen, màu đất đỏ đỏ hơi đỏ gì, mấy ông già lớn tuổi thì ông sơn ngọc hết gì đó, người ta kêu tà đỏ. Hiện tại cái phần nhô lên như thế này á chú, cái phần đang nhô lên ấy là đất hay là đấy. Đất rồi tới đây là cuốn này nè. Bằng xi măng đó, đất đó mình lấy gì khỏ cỏ nó. Chắc sao anh? Chỉ là nãy giờ mấy em đón điều sai hết. Em thì em nói là đá nha. Nhìn rất là giống là đá chứ không thể là. Nè, các bạn xem nè. Dạ. Đó, các bạn xem nè. Để cho cái biết chị dạy mối bự đó, mới đặt thẳng ra. Bộ mối hả? Bộ mối hả? Vậy đây là bộ mối. Em vẫn chưa tin đó, em phải vô để xin phép ông để. Đất ngọc vậy đó. Rồi nó sửa. Sơn phát. Dạ, ý là sơn với cái ngày sơn này qua năm nọ là có một cái lớp sơn phủ nhưng mà ở trên là đất thôi chú ạ. Đất nha. Vậy cái phần ở dưới là không có gì hết. Gò mối bự lắm. Dạ, là không có đá, không có gì hết. Không có đá. Còn ở dưới sâu nữa mình không biết, mà trên này không có đá. Dạ, dưới sâu nữa thì không biết. Mình không có khám phá sao mình biết. Con thấy có một cái chiếc khăn màu đỏ, cái này cái biểu tượng hay là như thế nào thì chú? Đỏ khăn này á? Dạ dạ. Cũng như là trước ổng có gì tới sau này người ta ổng lên để mình ta sắp cái khăn đâu bắt đầu với ổng như đó. Đâm dỗ rồi có người lên nhập á. Trời ơi, chú làm con tổ á. Chú mà mấy này. Cũng có đám dỗ thì đã dỗ chống đánh kèn rồi, có coi nhập rồi, có người nhập thì không thiệt, có người nhập lên xác thiệt luôn á. Chị ơi, hộp với ổng á. Về sáng nha. Vậy là ông cũng có đặt đồng về. Có. Dạ. Có người mình mà đi theo xóm ngồi đây chịu nổi tới đám dỗ ổng lên nhập luôn á. Dạ dạ. Vậy là cái chiếc khăn đỏ này là được mọi người được dạ đeo lên làm cái biểu tượng nha.
có người lên xác đó hay có, nếu mà hộp với ổng phu như ngài linh sao đó, thấy người đó gì ổng nhập hồn vô. Mà ổng nói trả lời với mình hỏi ổng bả nói hết trơn, có khi mình bả luôn hay chú. Có thôi. Cứ trả lời tiếng Việt hay là tiếng gì, tiếng Việt rồi có khi nói mình không mấy gì gần. Có khi đất đình bà rồi ở đâu lợi thấy mình vô lên nhập xác luôn à. Không phải mình xóm này linh hồn như hộp ý của cô kia rồi nhập ổng gì. Ý chú nói là không phải là bà con ở đây không, bà con có dùng khác nhưng mà lại đúng giống như là họ là lên luôn. Hộp đi ngang hộp thấy là đám dỗ thì đã khung kiến nó đã mời lắm lên luôn á. Vậy đó. Bất chi là lạ luôn chú mày. Người dân địa phương ở đây thì không lên được nhưng mà ở một địa phương khác này lại lên ha. Cũng như hộp ý sao nay bữa lên ổng nhập đi đó. Dạ. Thì chú cho con hỏi là như là ngày dỗ thì rơi vào ngày mấy chú nhập? Ngày dỗ thì rơi vào ngày mấy? Bữa 18 năm họ là 19 ngày trắng đó. Dạ. Bốn tấn thiền đóng bè là người ta đem đi dưới thả dưới biển á. Năm mấy chú? Ba Tết rồi đó, tháng Giêng á. 18-19 tháng Giêng. 18-19 tháng Giêng mình đó. Dạ, nhưng mà chú cho phép con hỏi cái này nè, để em thôi bà con mình nói là tụi con đăng lên rồi nói để cái này kia. Là cái này là bên chính quyền địa phương là giống như tới ngày lễ dỗ là người ta cho phép mình để con. Thời gian đầu chú, thời gian đầu được có cho không chú? Thời gian đầu cũng mà đó làm nhỏ có mấy người làm, thời đó thời xưa còn nghèo. Dạ. Tới bây giờ tới xóm nó cũng có người chỉ huy là đi gom tiền. Ấp tổ đó, nó bãi mình coi coi mấy người lớn tổ ấp đồ. Ý là cái này là phong tục, giờ là phong tục rồi. Chứ làm đường lộ này né nó thôi làm ngay rồi, đâu có dám mày ông ủi rồi không dám. Giống như là một cái hình thành một cái thói quen tới cái ngày đó là mọi người sẽ nhớ. Nhớ. Mọi người cũng rất là chung lòng khi mà có dỗ hay là có tiệc gì đó. Về miếng ông tà là mọi người rất là chung lòng và sẵn sàng. Làm những cái điều tốt nhất cho cái ngày lễ nó được trọn vẹn nhất đi. Trọn vẹn đi. Rất là đồng lòng luôn. Đồng lòng hết xóm này, cũng như cho địa phương này mạnh khỏe gì đó. Giống như một cái biểu tượng thôn xóm mình được có một cái ví nhân ở đây giờ chưa giờ đấy. Không phải cái nhân mà nắm dỗ rộng hết như là hết xóm này á. Hết xóm ai cũng vậy. Mà có ít thì mình cũng ít, có nhiều ra nhiều vậy đó. Tự tốt mình. Chú ơi, chú cho con hỏi là như cái phần mắt hay phần mũi miệng tai rồi cái này là do các cụ lớn tuổi nhào nặng hay sao chứ? Mấy người lớn tuổi ông nặng ông khắc ông ghẻ ông làm. Nhưng mà nặng bằng đất thì không phải là bằng xi măng hay đá. Không. Nói nghe. Ý là trước đời chú nữa là có hình hài vậy rồi. Có. Nhưng mà hình hài lúc trước là cái ủ mới. Rất là sắc sảo luôn các bạn. Không phải đá gì hết. Nãy mình cứ nghĩ là tảng đá nhau đi. Không, em cứ nghĩ là thông thường một cái cục đá đó. Rồi bà con có cái hình hài sẵn về bà con tạo cát lên chút xíu giống như mũi miệng rồi phải kia thôi. Chứ không nghĩ là nó đây là một cái ổ mối đã từ lâu rồi. Trước thì là chú là có. Chú có là trước nó có. Bà làm rất là chỉnh chung hoàn chỉnh luôn nha các bạn. Giống như là có râu này rồi có chân mày làm rất là kỹ lưỡng luôn các bạn, rất là sắc sảo luôn. Bạn xem này, rất là đẹp luôn. Mày chọn là mình nhìn thấy là cái ấn tượng đi thật như đi ngược chiều của thầy, một cái gì đi ngang là nó có cảm giác ấn tượng rồi. Nếu mà đi ngược chiều là nhìn thấy rõ ràng luôn. Chú cho con hỏi như người dân ở địa phương khác tới họ thấy ông tà màu đỏ như thế này họ có thấy lạ, họ có hỏi giống như tụi con không? Cũng có đó, người ở đâu lại tại xảy xe con đó, khi đã đem hơi heo quay rồi cúng cái đó là cúng cái ngay không biết phải giá gì linh nó gì đó mình không gần. Có thể là người ta đã xin trước rồi xin trước rồi và người ta đã bị cái ước nguyện của mình rồi rồi sau đó người ta mới trở để thôi chứ chắc vậy với cái độ vậy. Có khi đem trái cây là cúng, có khi lâu lâu tôi thấy là đem xe bốc bánh du lịch này nè, tao kiên heo quay là cúng luôn à. Dạ dạ. Cái đó mà không biết người ta giá hay sao. Rồi cũng có nguyện trước rồi. Chắc chị quá. Được ơn trên hồ trời cái gì đó nhưng mà cái đó mà chạy cúng cả nhà gia đình ra đó, người ta giá gì đó. Cái chi là lạ luôn các bạn.